Ôi chị ơi, em vừa gặp sếp Phương nhà mình đấy. Đẹp trai, manly, cực phẩm. Ôi, sếp chỉ cần cười với em một lần thôi là tim em rụng rời luôn rồi. Thôi, để vợ đi cô nương. Chị nói cho mày nghe một bí mật động trời, cả công ty này đều biết nhá. Quý lắm mới nói đấy, nhưng mà cẩn thận không là sốc. Sếp Phương nhà mình là gay đấy. Chị có chắc không? Chắc manly đấy cơ mà. Chắc như bắp luôn. Vỏ bọc bên ngoài thôi, làm gì có thằng nào gay lại thể hiện ra là mình gay đâu, đúng không? Nói cho mà biết nhá, hôm trước ý, chị đi làm về muộn, chị nhìn thấy sếp Phương nhà mình đứng ôm ấp ấp một thằng đàn ông ngay trước cửa công ty kìa. Nhưng mà đấy, đàn ông như thế là xã giao cũng được mà. Làm gì có cái chuyện như thế, mà vấn đề là ấy, cái thằng kia kìa, nó nổi tiếng là lộ bóng luôn. Đấy mới nên chuyện. Ôi tiếc thế, sao bây giờ trai đẹp người ta cũng yêu nhau mãi nhở? Thôi em ạ, đồ ngon chả lân chị em mình đâu, đi làm đi, không chả có tiền mà tiêu. Buồn quá. Úi giời, giờ này vẫn chưa nghỉ à con? Sao hôm nay mẹ đến bất ngờ đấy, chẳng báo trước cho con một tiếng gì cả. Mẹ đang hẹn với mấy cô bạn đi ăn uống ở gần đây. Tiện thể mẹ biết chắc chắn là giờ này con chưa ăn trưa, cho nên mua cho con một ít đồ ăn đây này. Mẹ đã nghĩ ngay là con nó không thèm ăn uống gì cả. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, bận mấy thì bận cũng phải ăn vào mới có sức mà làm chứ. Con biết rồi, thưa nữ hoàng. Con định là xong việc rồi đi ăn luôn, nhưng mà nhiều việc quá, mệt nữa. Đấy, con này. Dạ. Mẹ thì bây giờ mẹ cũng già rồi, mà con thì cũng gần 30 tuổi rồi. Không biết đến bao giờ thì con mới đưa bạn gái về ra mắt mẹ. Con tưởng việc gì. Mẹ cứ yên tâm đi, kiểu gì thì kiểu con cũng dẫn một cô con dâu về cho mẹ, được chưa? Con chẳng vội, mẹ cứ vội. Sao lại không vội? Những người bằng tầm tuổi mẹ bây giờ á, đã có đầy đủ cháu nội cháu ngoại hết cả rồi. Có người á, con cháu người ta còn chuẩn bị vào cấp 1 kia kìa. Con thì chả thấy hẹn hò gì cả, rồi mẹ cũng lo lắng lắm chứ. Rồi hàng xóm người ta lại nói ra nói vào, toàn những điều không hay, chả ra làm sao cả. Hay là như thế này, mẹ có mấy cô bạn, cô có mấy đứa cháu xinh lắm, học hành đỗ đạt công ăn việc làm đầy đủ, mà lại con nhà gia giáo. Hay là mẹ thử hỏi, thử mai mối với con, biết đâu lại có đứa hợp với con ấy. Thôi con nhá. Thôi, thời buổi nào rồi mà mẹ còn bảo con đi xem mắt. Con ấy là con không thích con gái kiểu tiểu thư ỏng ảnh đâu. Nói chung ấy, đấy không phải gu của con. Thì gu của anh bây giờ là như thế nào? Đừng có nói là mang mấy cái thằng BD về đây đấy nhá. Ở kìa mẹ. Mẹ nói linh tinh. Chẳng qua ấy là con hơi kén chọn thôi. Mà gu của con thích ấy là một người con gái là phải hay mặc đồ công sở màu đen này. Tóc phải búi, trông như mấy bà già ấy. Đeo kính đen nữa. Đấy, thế thôi. Kiểu gì mà lạ thế? Con đừng có dỡm đến mẹ đấy nhá. Lần này ấy, thì mẹ quyết định rồi, con là phải đi xem mắt. Kìa mẹ, con đã bảo là con không thích rồi, không đi đâu. Không thì không có mẹ con gì đâu đấy. Thôi, con ở đây chuẩn bị ăn uống xong xuôi rồi chuẩn bị đi xem mắt đi. Mẹ đi về đây. Thôi, mẹ. Không nói gì nữa. Cà phê của anh đây ạ. Anh xin. À này. Dạ. Một đây anh bảo. Bây giờ nhá, em xử lý cho anh mấy cái món này được không? Nhưng mà sao anh không ăn đi ạ? Bởi vì em vừa ăn cốc mì ở ngoài kia rồi, no lắm anh ạ. Thì chả là anh bị dị ứng với mấy cái món này, mà bây giờ mà bỏ đi thì phí. Thôi, nói chung ấy là bây giờ em xử lý hết chỗ này cho anh, xong rồi ra làm việc, được chưa? Nhá. Rồi, anh đợi em xử lý hết món này. Anh đi đây.
Alo mẹ à? Mẹ bảo này, hôm qua ấy thì mẹ đã gửi ảnh với cả địa chỉ cho rồi. Nhớ đến đúng giờ đấy nhá. Cái Khánh Ly nó là con của một cái chủ tiệm thời trang rất là lớn đấy. Thôi rồi, mẹ yên tâm đi. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Nhớ đấy, rồi mẹ cúp máy đây. Chủ tịch, có việc gì mà anh gọi em đi gấp thế ạ? À? Đi với anh rồi biết. Mẹ em xuống lấy xe trước đi. Nhưng sao lại là đi xe em ạ? Hay là để em gọi tài xế đưa anh về thay bộ quần áo đã rồi đi ạ? Thôi không cần đâu. Hôm nay việc cũng không quan trọng nên là đi xe máy được rồi. Vâng. Nhá. Thế để em xuống lấy xe anh ạ. Anh để em ở dưới. Vâng ạ. Vào đây em. Ê, em ngồi đi. Xin chào. Cháu hỏi em có phải là Mỹ không nhỉ? Đúng rồi ạ, anh là... anh là Phương. Xin chào. giới thiệu với em. Đây là em gái của anh. Nãy anh với nó đi có việc nên tiện qua đây luôn. Em chào chị. Mà em tưởng là anh đi văn phòng công ty sang cơ mà. Thế sao quần áo lại lấm lem thế này? Văn phòng nào? Anh từ sửa chữa ra đây đấy chứ. Trời khiếp. Lắp đặt phụ tùng cái ô tô mãi không xong mà nhá, bẩn hết cả người này. Anh đang định về thay quần áo xong qua đây với em luôn, nhưng mà sợ em đợi lâu, em thông cảm nhá. Gọi nước nhỉ? Em muốn nước gì? Em chị ơi, cho em 3 cốc trà đá. Thời tiết này mà uống trà đá mới mát, phải không? Em ơi, cho chị nước cam ép đấy nhá. Và một đĩa bò khô. Ui, em gọi nước cam đấy à? Khiếp, vừa tốn tiền lại còn đau dạ dày nữa. Em phải uống trà đá với anh ấy, nó mới hợp. Ủa thích gọi gì kệ tôi. Anh cứ từ từ mà thưởng thức trà đá của anh đi nhá. Còn bây giờ tôi xin phép đi ra vệ sinh một chút. Ở đây ô nhiễm quá, tôi thở không có nổi. Alo, mẹ à. Mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi đây này. Chủ tịch cái khỉ rõ gì mà chủ tịch. Hóa ra ấy, chỉ là cái thằng sửa xe mà thôi. Sao lại có chuyện đó được nhỉ? Rõ ràng là bạn mẹ bảo mối này là ngon lắm cơ mà. Nhà giàu này, đẹp trai này, tiền nhiều như nước cơ mà. Vâng, tiền tiêu như nước. Nhưng mà đi uống cà phê ấy, thì chỉ gọi có 3 cốc trà đá thôi kia kìa. Nhưng mà thôi mẹ ạ. Con không thể chấp nhận nổi cái thứ nghèo hèn này mà yêu con đâu. Thật đấy. Giờ con phải lượn ngay thôi. Thế nhá mẹ nhá. Anh chị. Vâng. Đây trả lại của anh. Em, uống nước đi. Đây, bò khô của em gọi này. Ăn đi. Tôi chịu hết nổi anh và cô em gái của anh rồi. Ok. Gì chứ? Chủ tịch. Đúng là nực cười. Anh muốn hẹn hò với tôi cho nên mới giở trò mạo danh à? Cũng đúng. Tôi xinh đẹp như thế này thì ai mà chẳng thích. Nhưng mà ấy, cái thứ nghèo hèn rách mồng tơi như anh ấy thì nên đầu thai kiếp sau đi. May ra ấy, còn có thể theo đuổi được tôi. Và nhớ ấy, đầu thai của nào cũng điều kiện nhá. Ơ em ơi, 2 cốc trà đá để anh trả. Nước cam với bò khô của em là hết 80.000. Em cho anh xin. Không phải thôi. Hôm nay anh đưa em đi để làm công cụ đúng không ạ? Nếu mà anh nói trước thì em sẽ chuẩn bị tâm lý và diễn nhập tâm hơn rồi ạ. Không có lần sau đâu. Bởi vì lần này mẹ anh làm gắt quá, cứ bắt anh phải đi gặp mặt người ta. Mà anh thì lại đang thích một người.
Anh cũng không phải ngại việc đấy đâu. Việc anh có người yêu ở công ty ai cũng biết rồi ạ. Chuyện gì cơ? Mà người yêu nào? Thì cái anh mà hôm trước anh ôm ấp ở công ty ấy ạ. Quan niệm giờ cũng cởi mở hơn rồi. Em thấy có rất nhiều người đồng tình, dũng cảm công khai với xã hội. Nếu anh yêu người ta thật lòng, mạnh mẽ chiến đấu thì em nghĩ là mẹ anh cũng sẽ đồng ý thôi. Với lại em cũng sẽ ủng hộ anh hết lòng. Chết mất thôi. Sao lại nghĩ anh như thế nhỉ? Đấy là bạn thân từ hồi cấp 1 của anh. Thôi được rồi, thì anh sẽ nói cho em hiểu với anh hơn nhé. Anh thích con gái. Người mà anh thích ý, thì cô ấy luôn luôn mặc đồ công sở màu đen mỗi khi đi làm. Tóc thì búi lên trông như bà già, mà trong khi mặt thì rất là trẻ con. Đeo kính và cực kỳ ngốc nữa. Mặc đồ công sở màu đen, búi tóc lên như bà già, lại còn đeo kính đen nữa. Là ai hả anh? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đúng là nói em ngốc không sai chút nào. Xa tận chân trời mà gần...